Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách mục 8.5 đã xuất hóa đơn nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu hoặc ghi nhận doanh thu chưa đủ. Trường hợp trong kỳ có xuất hóa đơn nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu hoặc ghi nhận doanh thu chưa đủ, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các hóa đơn có sai sót. Trường hợp 1, dòng số lượng đã bán bằng 0. Nguyên nhân do anh chị có thể đã thực hiện xuất hóa đơn nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu. Trường hợp này, anh chị xử lý như sau. Nhấn vào số hóa đơn để mở hóa đơn lên. Nhấn lập chứng từ bán hàng. Anh chị kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bán hàng và điều chỉnh lại nếu cần. Nhấn cất. Trường hợp 2, dòng số lượng đã bán lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn số lượng xuất hóa đơn. Nguyên nhân có thể do anh chị đã thực hiện xuất hóa đơn nhưng chưa ghi nhận đủ doanh thu. Trường hợp này, anh chị xử lý như sau. Nhấn vào số hóa đơn để mở hóa đơn lên kiểm tra. Trên hóa đơn, anh chị nhấn vào số chứng từ bán hàng tham chiếu để mở chứng từ bán hàng lên kiểm tra. Anh chị đối chiếu với thực tế để kiểm tra nguyên nhân chênh lệch. Nếu chênh lệch do sai sót thì điều chỉnh lại số lượng trên chứng từ bán hàng hoặc hóa đơn cho khớp nhau. Lưu ý, trường hợp hóa đơn đã được kê khai thuế thì anh chị cũng cần cập nhật lại số liệu trên tờ khai thuế. Em ví dụ ở đây, số lượng trên hóa đơn là đúng, số lượng trên chứng từ bán hàng đang chưa đúng. Anh chị bấm bỏ ghi. Bấm sửa. Sửa lại số lượng. Nhấn cất. Sau khi thực hiện xong, anh chị quay lại giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, nhấn vào ô lấy lại dữ liệu. Phần mềm sẽ hiển thị phần mềm không phát hiện ra hóa đơn chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu hoặc ghi nhận doanh thu chưa đủ. Chúc anh chị thực hiện thành công.